Giờ mình sẵn tiện vừa quay máy xong thì cũng quay một số cần câu cũng mới về để quay cho quý vị anh em được xem ha. Thì có một số cần lua máy ngang đó của Abu. Để quay cho quý vị anh em được xem ha. Màu trắng các bạn ơi. Ở đây giờ cũng có mấy con Bionia. Còn đó thì giá rẻ thơm mà hết ít, còn có một cây. Còn có một cây. Hai không có mời đám cưới chứ, ngồi đây. Chút xíu em đi. Đó. 11 giờ, 11 giờ rưỡi em đi mà. Đây, mình sẽ quay ba cần lua máy ngang. Giá mềm cho quý vị anh em đồ xem từ ít đến cao, cây 400 mấy, cây triệu, mấy cây triệu mấy để cho quý vị đồ anh em đồ xem ha. Đây ba cần lua máy ngang. Để cho anh em thích hợp để câu lua cá máy ngang ha, câu sông hồ đồ ha. Ở đây tiệm của Yên Chí thì có cung cấp một số dụng cụ câu cá từ máy câu, cần câu, sỉ rồi cho anh em rồi chi nhánh đại lý đồ luôn ha. Rồi anh em là quan tâm thì đến thì có giá ưu đãi cho. Rồi xin chào quý vị nha. Giờ mình sẽ trên tay một số cây. Như vậy, đây, đầu tiên là con ghẻ tiền trước đi. Trung Quốc. Đó. Con này là của Trung Quốc. Cần xin he thôi. Còn giá 400.000 ha. Đó, 400.000. Cần này thiết kế bằng carbon luôn bạn, phen thì phen thường ha. Cho nên mình không phen bằng ship chứ không có được bằng Fuji được, cho nên là tiền nào của đó thôi quý vị ơi. Nó đã quay cho quý vị anh em được xem nha. Đó. Cho quý vị anh em được xem. Con này thì là dài 2m1 ha. Sơn là màu đen nhám với màu đỏ bóng ở cán cần ha, màu vàng ha. Rồi nó có quá trời nhiều màu luôn. Chói tùm lum đổ chịu màu vậy á. Rồi nó phen thì chúng ta ở đây mình có 7 phen nó. Đầu bu về đầu bu chống sắn luôn. Càng này 400.000 ha. Nó quý vị xem cũng thấy cũng rất là cứng rồi, chắc chắn quý vị ơi. Cứng khá cứng rồi chắc chắn rồi ha. 7 phen, nó phen của nó đây. Phen nó bằng xít nha quý vị ơi. Thì cần 400.000 thì quý vị không thể nào mà có được Fuji được ha. Không nhắc cái lót con mua thùng nó không có lần. Đó, đầu bu chống sắn luôn ha. Đầu bu chống sắn. Quay cho quý vị xem, cần này thì dài 2m1 ha. Xứ thì của Trung Quốc luôn, của hãng Trung Quốc sản xuất luôn. Thì tùy theo chất liệu đó thôi vị ơi, mình xài cần bây giờ thì cũng của Trung Quốc nhập thôi không à. Nhưng mà quan trọng là của hãng nào làm thôi. Thì cho nên là giá cần này là chỉ có 400k thôi, 2m1 câu lua ha. Nếu anh em là mới đập câu thì chúng ta chơi cần này được nè ha. Rồi, đây là một cần máy ngang 2m1. Vừa xong, mình sẽ qua tiếp một cây 2m1 nữa tiếp theo. Theo qua cây cần này đi, mình giá mình từ thấp lên cao đi. Cây này là 1m95, 1.120.000. Cần Bionia nha. Cần Bionia nghe quý vị ơi, máy ngang kia thì sản phẩm y như trên hình được quay luôn, thấy không? Rất là đẹp ha. Đó. Tôi quay cho quý vị đồ xem ha. Đó, cần này thiết kế bằng carbon nè, có tem chống hàng giả đồ luôn ha, quay cho quý vị xem ha. Bionia thì mình đó. Quay cho quý vị đồ xem. Cần này thì có 10 phen. Đó bạn, 10 phen nha. Phen Fuji luôn nha quý vị ơi. Đó. Phen Fuji luôn ha. 1.120.000. Cần này 1m95. Nó quay cho quý vị đồ xem con Bill nè. Rất là cứng, rất là chắc chắn luôn nha. Nó thích hợp để anh em mình đi câu lua câu đồ các vị. 10 phen. Cái chơi phen nó thì ghê chưa. Đó. Cò súng, ngay ngang cò súng. Trên tay vậy cho quý vị anh em được xem. Đó. Sơn tĩnh điện màu xanh với màu trắng, rất là bóng bẩy, rất là đẹp luôn. Nó quay cho mọi người xem nha. Chung là xài cái cần này thì quá ngon rồi, quá ổn rồi. Nó quay cho mọi người xem. Rồi, mình sẽ tiếp theo. Mình sẽ vô tiếp một cây cần nữa. Cần hàng mới 2019 Abu đó. Cần Abu 2019, cây này cũng 1m95 luôn hả anh? 2m quá, để em coi coi. Nó có thông số là 6,9 là 2m08.
À, cũng như 2m1 nè. Cũng như 2m1 tương tự. 2m1. Đó là 2m1 á, vậy tôi tiện. Dạ cần luôn, cần lua mấy ngàn. 19 mới, mẫu mã đẹp lắm, cái khúc này mẫu mã đẹp. 2019 Abu. Benfuji ODD. Đó. Quá. Sơn. Rất là đẹp. Bây giờ cái đường dây bây giờ găm xịn cho lắm nha nữa mà quấn mà không kiểm tra đường dây là nó đi là đi. Siêu bền nó có Fan Fuji luôn nghe quý vị ơi. Nó mất một tao. Nó quá trời luôn. Nó mất hai tao. Gần này thì mình có 9 khoen ha. Có 9 khoen. Không có đàn hồi. Bây giờ khi mình bật ra là nó vậy. Fan Fuji luôn. Nó quay cho quý vị xem. Nhỏ, còn cái hình ảnh quay rồi chi tiết rồi cho quý vị anh em xem. Giá cần này thì 1.430.000 nha. Thích hợp anh em mình câu lua có lóc rồi ha, có chỗ để máng mồi vô đây nè các bạn. Chúng ta móc mồi vô đây ha. Còn cái độ carbon số 30 đó anh em nào quan tâm Độ cứng thôi. Hả? Cái độ carbon chúng ta là độ cứng. Độ carbon thôi. Cứng là H hoặc là H hoặc là MH hay là H này mà MH. Còn mấy cái là nó có 3 dòng. Đó, 3 mẫu mình đã vừa quay xong cho quý vị và anh em được xem ha. Cần Abu mới, thiết kế mới. Abu. Abu Vetas. Rồi có một cái cần về mới về nữa. Rồi, giờ ông anh lấy ra giờ mình quay cho quý vị xem luôn. Đầy đủ giá luôn ha quý vị ơi. Từ vài trăm ngàn đến 1 triệu mấy ha. Đó, đây là mình lấy một số cây máy ngang cho người xem. Wow. Giá này thì rẻ hơn. Ừ. Phen nó là phen Sith hay là Fuji luôn anh? Hả? Phen Sith hay Fuji? Không phải Fuji. Không phải Fuji. 800 mấy mà. 800 mấy mà anh luôn. Máy ngang luôn. Ừ. Càng mới về giá rẻ này, hàng hãng nhưng mà giá rẻ vậy là ok. Một con nữa bạn, một con xám đen nữa đây. Nửa quay cho vị xem. Cái hàng mới luôn á. Dạ. Mẫu mới về 2019 luôn vậy rồi, cũng có Abu luôn ha. Nhưng mà càng này càng carbon nhưng mà phen nó thì không phải Fuji nhưng mà cũng rất là ok nha. Cứng như ta, cứng cáp quá ha. Cứng cáp quá. Quấn mồi dạ, quấn mồi thiệt. Quá trời im luôn. Mình quay số thông số trên cần cho vị anh em được xem nha. Số cho vị rồi xem. Thì anh em nào quen chơi thì coi thông số thì gành thì biết ha. Mình thì không gành gì chứ những cái loại máy ngang hơn. Thì chỉ quay rồi coi rồi hình ảnh đi trên tay rồi chất lượng rồi cho vị anh em rồi xem rồi anh em là quan tâm thì chúng ta đến trải nghiệm để mua về coi sử dụng nha quý vị ơi. Nó cần này thì bán với giá là 820 ha. Thì mình ở đây mình có 4 loại cần để từ thấp đến cao cho vị xem. Cần thứ nhất là 400, con này thì của Trung Quốc, con này của Abu, con này Pioneer, con này thì của Abu. Nó 4 cây để cho quý vị anh em được trên tay và sử dụng nha. Và xin chào mọi người ha. Mình nói chung là anh em cứ quan tâm thì cứ đến trải nghiệm tại shop Yên Chí 145 Lê Lợi phường 2 ha. Thì được ưng thì chúng ta mua về xài thôi, không thì thôi chứ không có vấn đề gì hết nha quý vị. Đó, rồi xin chào mọi người nha. Chúc các anh em một ngày mới vui vẻ nha.